Xin chào các bạn, đây là chuyên mục 5 phút với phong thủy của kênh Bình An Tử Vi và Phong Thủy. Tôi có nhận được một câu hỏi mang tên là em sinh năm 92, làm nhà hướng nào hợp, năm nào hợp. Với câu hỏi này tôi có thể xin phép là không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của bạn. Vì sao? Vì nếu như chị xem phong thủy trong một ngôi nhà mà xét dựa trên năm sinh của bạn để xác định ra hướng nào hợp thì điều đấy là nó còn chưa hợp lý. Bởi phong thủy một ngôi nhà thì có rất nhiều yếu tố để tác động đến, do vậy thì chúng ta cần xem tổng thể để nó phù hợp với mục đích sống của căn hộ. Ví dụ như nếu như xem tuổi của bạn và hướng nào hợp với bạn, liệu nó có hợp với toàn bộ những người sinh sống cùng bạn, chẳng hạn như bố mẹ, chẳng hạn như anh chị em, hoặc là chẳng hạn như vợ con của bạn là người gần nhất, liệu có hợp? Nếu như không hợp thì phương án giải quyết như thế nào? Đấy. Thì trong cái phong thủy nhà ở thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái cách mà lựa chọn làm sao để phù hợp nhất. Thứ nhất là hợp với toàn bộ người trong nhà. Một thầy phong thủy giỏi làm sao để cái căn nhà của bạn, miếng đất của bạn ở, nó phải phù hợp với tứ đại đồng đường. Làm sao để rất nhiều thế hệ ở trong một căn nhà đấy đều cảm thấy phù hợp, đều cảm thấy ok. Đấy mới là cái quan trọng. Thì nhà không phải là thứ gì mà dễ mua. Tất cả chúng ta rất cái số lượng mà đổi nhà như đổi quần áo thì số lượng người đấy cực kỳ hiếm. Nó chiếm một vài phần trăm con số của dân số thế giới thôi. Nên là chúng ta suy xét lại cái nhà làm sao để hợp với toàn bộ những người trong nhà. Đấy là cái phù hợp đầu tiên. Cái phù hợp thứ hai là phù hợp với mục đích sử dụng. Ví dụ như nếu như bạn xây nhà với mục đích để kinh doanh thì nên lựa chọn nhà gần nơi đông đúc, ABC đúng không? Nhưng nếu như bạn mục đích chỉ để tối về nghỉ ngơi vì bạn làm công chức hoặc bạn làm một cái việc gì đấy hành chính ở văn phòng thì chỉ mục đích cần như vậy thôi, cần một nơi yên tĩnh thoáng mát để nghỉ ngơi, thì cái đấy là một cái lựa chọn trên cái thuê đất nó khác đúng không ạ? Do vậy là hợp với toàn bộ số người trong nhà, và thứ hai là hợp với mục đích sử dụng của chính ngôi nhà của bạn. Mục đích ở đây là bao gồm là gần nơi ở, gần nơi phù hợp với công việc, phù hợp với kinh doanh, phù hợp với việc đưa đón con cái, phù hợp với đường về quê, ABC, đấy chẳng hạn đúng không ạ? Ngoài ra tôi sẽ chia sẻ thêm với bạn về cái lưu ý khi mà xây nhà. Có 4 cái lưu ý cần chú ý khi mà xây nhà. Thứ nhất là khi đã xác định được cả hai cái mục đích phía trên rồi nhé, chúng ta cần lưu ý 4 thứ. Thứ nhất là hình dáng của cái thửa đất đấy. Tốt nhất là thửa đất đấy là hình vuông, hình chữ nhật là cái cách tốt nhất. Hoặc là người ta vẫn truyền tai nhau là hình thế đất nở hậu là cái tốt nhất. Thì đấy là cái về hình dáng đất. Vì sao? Vì chẳng hạn như cái hình dáng mà hình con thoi hoặc là hình cái tam giác chẳng hạn, vô tình trong cái thiết kế kiến trúc của một ngôi nhà nó sẽ có nhiều cái góc nó bị lệ, nó sẽ không tốt cho cái việc mà thiết kế, suy ra là công năng của mình, công năng sử dụng ạ, nó sẽ bị hạn chế. Thứ hai là dưới chân núi hoặc hẻm núi hoặc là phía mà cái con sông mà nó có thể đẩy thẳng vào nhà chẳng hạn. Thì như thế là cái điều mà thực sự không tốt vì tính theo thiên văn vật lý chẳng hạn. Vô hình chung mà dưới chân núi hoặc là gần khe nước mà nó có thể xói vào nhà thì thời kỳ bão lũ hoặc là thời kỳ thiên tai nó xảy ra liên miên, triền miên chẳng hạn, chúng ta có thể thấy cái thứ mà nó xuất hiện ở Rào Trăng trong năm vừa rồi ấy. Thủy điện Rào Trăng trong năm vừa rồi ấy, đúng không ạ? Nguyên cả khu quân sự bị vùi lấp, nguyên cả khu người dân cũng bị vùi lấp như vậy. Thì đấy là cái mà mình cần tránh. Thứ ba là cây to và cột điện. Thì cái cây to thì nó có nhiều vấn đề mình sẽ ít giải thích ở video này. Nhưng mà trong cái cột điện, nếu cột điện án ngữ thì vô hình chung là cái giao thông đi trở lại trước cửa ở nhà chúng ta nó sẽ khó khăn hơn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai về vật lý thì điện nó bao gồm nhiều từ trường, thì vô hình chung là xuất hiện điện ở đấy thì tâm trí của mình nó hay bị rối bời hoặc bị u uất, nó dễ bị rơi vào cái tình trạng đấy vì từ trường của cái điện nó quá nhiều. Cái thứ tư là một cái chú ý
gần nhà xác, nghĩa địa, bãi rác hoặc là một cái thứ gì đấy nó gây ô uế, nghĩa là đại loại các khí uế hoặc khí gì đấy nó bị vượng quá, nó xông thẳng vào nhà, thì cái điều đấy là cái điều không tốt cho căn nhà của bạn. Lý do vì sao? Chẳng hạn tôi ví dụ như là gần nhà xác đi, một đứa trẻ nó được lớn lên ở gần nhà xác, nó suốt ngày nó dễ rơi vào cái tình cảnh bị động bởi tiếng kèn, bởi suốt ngày có vòng hoa này nọ, thì khi ra là cái tâm trí vui vẻ vui tươi của một đứa trẻ nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhà một nghĩa địa như vậy, nhà bãi rác thì sao, thì chẳng ai có thể ở mãi một cái nhà nó khí uế nó cứ xông thẳng vào nhà như vậy, hoặc là gần đấy mùi nhiếc nó rất khó chịu, đúng không ạ? Thì do vậy là môi chung là mình nên chọn những nơi nào khí hậu trong lành thoáng mát thì sẽ tốt hơn, đúng không? Tuy nhiên thì một miếng đất đâu phải dễ mua, một miếng đất ít sẽ có ít người lựa chọn. Trong cái mô hình chung mà mình không còn cơ hội để lựa chọn nhiều nữa vì tài chính, vì khoảng cách địa lý ABC gì đấy chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cách để hóa giải. Tất nhiên sẽ một thầy phong thủy sẽ hóa giải làm sao để cho toàn bộ người sinh sống trong gần căn nhà đấy sẽ được thoải mái. Đó là điều tiên quyết cho một phong thủy cho một căn nhà. Và trên đây là hết chuyên mục 5 phút để những lưu ý gì khi mà quyết định xây nhà, cần chú ý những điểm gì. Hy vọng là những điều này có ích với bạn. Còn nếu mà bạn thắc mắc gì thêm về phong thủy căn hộ của bạn, có thể comment lại phía dưới. Tôi sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc dựa trên những cái kiến thức mà tôi có hiểu biết của mình.